Chúng ta đến với bài tập số 4 của cái nội dung A Closer Look 1 của Unit 4 tiếng Anh lớp 8 sách giáo khoa mới các bạn nha. Thế thì cái bài tập số 4 này á, là trên cơ sở của chúng ta đã kế thừa bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, các bạn hiểu hết rồi. Thì sang bài tập số 4 này thì chúng ta rất là dễ viết thôi. Rồi, vậy thì bài 4 là người ta đề nghị mình là bây giờ hoàn thành những câu phía dưới đây với những ý tưởng của chính bản thân mình. Ví dụ thế này, 5 câu này mình có ý tưởng thế nào mình hoàn thành ở phía sau này. Ví dụ, is the custom in my country that? Ở đất nước tôi á, là có một cái phong tục là gì? Ví dụ như các bạn có thể dựa vào bài tập số 3 các bạn làm cũng được. Hay bài tập số 1, bài tập số 2 gì được hết. Các bạn dựa vào cái gì được hết. Ví dụ đất nước chúng tôi có phong tục gì? Đốt pháo hoa vào đêm giao thừa đúng không? Thì sau cái chữ that này là các bạn phải viết nó thành một cái mệnh đề cho thầy. Mệnh đề thì sao? Thì chúng ta phải viết có chủ ngữ và động từ. Ví dụ này, we have. Đó, đây, we have. Rồi, viết nguyên cái phần còn lại cho thầy. Đây nha, that we have. Rồi, viết nguyên từ này này, fireworks. Fireworks on New Year's Eve. Đó, bạn đưa nguyên cái này xuống đây cho thầy, xuống phía sau này. Ok chưa? Thì thành một câu. Đó, ở đất nước chúng tôi có phong tục là đốt pháo hoa vào đêm giao thừa. Còn các bạn cũng có thể là gì? Viết cái câu 2 cũng được. Nhưng waiting này là chúng ta bỏ in đi, viết lại nguyên mẫu. Nguyên mẫu là gì? Nguyên mẫu này, we gì? Lúc này thành we wait. Đó, we wait. Đây, is the custom in my country that we wait until gì đó, viết ra hết tới đây. Ok chưa? Đó, là ở đất nước chúng tôi có cái phong tục là sao? Chúng tôi chờ đợi những người khách cho đến khi họ ăn xong rồi mới cùng rời bàn ăn. Đó, y như bài tập số 3 thầy giảng kỹ cho các bạn rồi đó. Cứ thế mà làm. Đó. Còn các bạn cũng có thể viết câu 3 còn nữa. We touch, đúng không? We touch, bỏ in đi. Này, that we touch là ở đất nước chúng tôi có phong tục là chúng tôi xoa đầu những đứa trẻ. Touch children's heads. Còn cái này cũng được, trang hoàng nhà cửa nhưng bỏ in đi. Bởi vì sau cái that này các bạn phải viết thành một mệnh đề cho thầy. Là we gì? Decorate. We decorate, bỏ in nha. The house is what, what? Là ở đất nước chúng tôi có phong tục là gì? Chúng tôi trang trí nhà cửa vào những dịp đặc biệt, đúng không? Ok, tương tự vậy. Câu dưới này, we broke with tradition by, chúng tôi đã không làm theo truyền thống, hay còn gọi là phá vỡ truyền thống đó, bằng cái việc gì? By not. Đó, đây, các bạn nhìn cái cách diễn đã cái bài tập 1 này các bạn. Đây nè. Đây, để cho các bạn, để mình đây, bài tập số 2 này. À, bài tập số 3 chứ không phải bài tập số 2. Đây này các bạn nhìn này nha. Đây, đã phá vỡ truyền thống này. Đó, broke with tradition by not having. Đây, và thì chỗ này các bạn nhìn đây. Đây, we broke with tradition by not having fireworks on New Year's Eve. Đó cũng được. Có nghĩa là gì? Chúng tôi đã phá vỡ truyền thống bằng cái việc là gì? Không có đốt pháo hoa vào cái đêm giao thừa. Ok các bạn ha, nhớ nha, phải có not chỗ này. Này, by not having. Rồi, viết ra, viết tiếp. Tương tự, there's a tradition on my family that, trong gia đình của tôi có một cái truyền thống là gì? Là gì các bạn? That là sau that này tiếp tục này các bạn này. Tiếp tục là chúng ta phải viết một mệnh đề, đúng không? We have gì? We have wait until gì đó. Đây, we have wait nha. Lúc này bỏ in đi, viết là nguyên mẫu. Ngắn quá. We have wait. Đó, wait. Viết nguyên mẫu cho thầy nha. Này, that we have wait until the guests. Đó, chờ đến hết đây luôn. Đây, trong gia đình tôi là có phong tục là gì? Chúng tôi phải chờ đợi cho những vị khách ăn xong rồi chúng ta mới cùng rời bàn. Ok. Câu số 4. We have the custom of. Chúng tôi có cái phong tục gì? Of. Nè, sau of này một cái động từ thay biên cho thầy.
Đây, các bạn có thể dùng câu này cũng được này. We have the custom of decorating the house on special occasions. Chúng tôi có một phong tục là gì? Trang trí nhà cửa vào những cái dịp đặc biệt. Ok, special occasions. Occasions chứ phải occasion các bạn nhé, occasions. Rồi, tiếp tục. According to tradition là gì? Theo truyền thống. Rồi, theo truyền thống thì dễ rồi. Chúng ta viết một mệnh đề tiếp. Mệnh đề we have. Chúng tôi có gì? Theo truyền thống chúng tôi có gì? À, ví dụ như chúng tôi có pháo hoa đi. Đó. We have fireworks, đúng không? Đó, còn là tiếp theo. Này, theo truyền thống, according to tradition, we have fireworks on New Year's Eve cũng được. Đó, các bạn ha. Thì chúng ta hoàn thành. Thì các câu dưới cũng vậy, miễn chúng ta viết đúng cái mệnh đề, có cái mệnh đề là được. Các bạn nha. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong bài tập số 4. Bốn cái bài tập này thầy cũng đã giảng rất là kỹ. Có thể nhiều bạn cũng không được hài lòng bởi vì thầy không có nhiều viết ra thêm nhiều cái câu mới. Thì những cái unit khác, những cái bài tập khác, thầy sẽ cố gắng thầy viết ra nhiều cái thông tin hay, đó, nhiều cái câu mới cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo.